Xin chào mọi người, và đặc biệt là các em trai, em gái tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Đây là video clip mà anh chia sẻ về vận hạn 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tụi các em. Có thể nói một trong những cái tuổi mà xấu nhất nhì ha. Năm nay thì Quý Hợi là xấu nhất, đến Ất Hợi xấu nhì, và sau đó là Ất Tỵ ha. Một trong ba cái tuổi là đội sổ của tử vi năm Kỷ Hợi 2019. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì năm nay là các em rơi vào năm bị xung thái tế. Đối với nam mạng và nữ mạng là phạm thái tế, trực thái tế, cho nên là khó khăn nó chồng chất. Đặc biệt là với các em nam, với cái kế đô chiếu mạng, người ta nói là kế đô là một cái hung tinh xấu, thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tan khó nếu có tai ngôn đi cùng. Rồi đó là bệnh tật thị phi, buồn rầu họa vô đơn chí, gia đình có việc không an. Đó là những cái mà sao kế đô có thể đem lại cho người nam mạng đối với tuổi Ất Hợi. Trải qua 4-5 tháng đầu năm, tới hôm nay là ngày 20 mấy tháng 5 rồi, thì rõ ràng là người Ất Hợi gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên cái bổn mạng của người Ất Hợi thì tương đối không bị ảnh hưởng nhiều. Lý do vì sao? Vì dù sao đi nữa, đây là năm bình địa mộc, một năm hợp thổ nhưng là bình địa mộc, mà các em là mệnh hỏa, cho nên là bổn mạng được tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên là có khó khăn, có bệnh nạn, có gì đi nữa thì cũng không làm cho bổn mạng của các em bị nguy nan, nó chỉ bị suy yếu, gọi là có chút chắc thôi chứ không đến nỗi nào. Thì anh cũng chia sẻ với em, các em nhìn nè, khi mà vào năm tuổi, đây là năm năm tuổi thứ hai mà các em gặp lại. Ví dụ như là năm tuổi lần thứ nhất là năm 12 tuổi, năm nay là 24 tuổi, thì cái sự xung khắc của năm nay nó đem đến cho các em ở một cái khía cạnh cả về công việc, đúng không? Từ vì chữ Ất nó khắc chữ Kỷ, công việc nó cứ rối rắm rầy rà đủ chuyện. Dù rằng tổng hợp cuối cùng thì mình cũng vượt qua đó, nó dù gì chữ Ất nó khắc chữ Kỷ, chứ không phải như là Quý Hợi mà bị chữ Kỷ nó khắc chữ Quý là gặp bế tắc. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề nhưng mà chúng ta đầu tư cái thời gian nhiều quá. Gặp là các em là người mới đi làm, gặp cái sếp không vui trong khi mọi năm khác thì ok, nhưng mà năm nay tự nhiên sếp mình dở chứng, làm cho mình cảm thấy khó chịu, làm cho mình cảm thấy không tốt đẹp. Đó là đối với các em nam, với kế đô người ta nói không xô cũng ngã. Còn đó là với các em nữ thì may mắn hơn, có cái sao chủ là thái dương chiếu mạng. Thì sao chủ thái dương chiếu mạng của năm á là nó đem đến may mắn và phúc lộc tốt. Hạn thì là tất cả nam lẫn nữ đều là rơi vào hạn địa võng, nhiều lo. Vận niên thì vận niên dương hồi ngạn, thiên can thì như đã nói Ất nó khắc Kỷ, cho nên là cái phần công việc nó có rối rắm. Địa chi Hợi gặp Hợi là bị xung thái tế và trực thái tế đối với nữ mạng. Có rõ ràng là thái tế nhập hạn, không nạn cũng tai, đặc biệt đối với các em nam. Nhưng mà nói là có nạn tai đi nữa thì bổn mạng của mình vẫn không bị nguy hiểm. Các em trải qua hai cái tháng, có thể nói hai cái tháng mà mấu chốt của năm nay, đó là tháng 4 với tháng Kỷ Tỵ, là Ất khắc Kỷ rồi Tỵ Hợi lục xung, nó rầy rà rối rắm rồi, đã trải qua rồi, còn tiếp tục một tháng nữa mà cực kỳ phải đề phòng, đó chính là tháng 10 âm lịch của năm nay. Vì sao? Vì sao tháng 10 âm lịch năm nay chính là tháng Ất Hợi, một tháng bản lề đối với tuổi của mình. 60 tháng nó lặp đi lặp lại, cho nên là tất cả các sao hung đều tập trung vào đó và tạo ra nhiều rối rắm rầy rà nhất ở trong tháng đó. Còn bây giờ mình sẽ trở lại vấn đề chính, đó là xét xem những vận hạn của những tháng cuối năm theo tử vi là như thế nào. Các em còn nhỏ, mình cũng giải thích về cái tử vi là như thế này. Tử vi là đối với mình là một môn khoa học, không phải là mê tín gì đâu. Đây mình xem tử vi là mình tổng hợp lại từ những cái thông tin được sách viết ra và mình chia sẻ với mọi người, chứ không phải cái gì của mình cả. Cho nên là có nhiều người nói là đọc từ trong sách ra, comment trên video của mình nói là
anh ba đọc từ trong sách ra anh này kia, đối với mình đó là không không mình không cãi vì đó là sự thật ha, và mình không mê tín gì đâu ha. Cho nên là các bạn trẻ đừng có lo, nó là khoa học và các bạn tự thấy và tự cảm nhận thấy đầu năm tới giờ nó xảy ra như thế nào. Đặc biệt nó gói gọn trong tháng 3 và tháng 4 rất là nhiều chuyện. Tháng 5 này nó tương đối đỡ một chút xíu. Bây giờ đã là cuối tháng 5, mình sẽ xét là tháng 6 nó sẽ ra như thế nào. Thì tháng 6 của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Tân Mùi. À, mà tháng Tân Mùi là một tháng thổ. Như vậy đối với người Ất Hợi 1995 nó sẽ như sau. Xét về trụ mạng là mình mạng hỏa gặp tháng thổ là bổn mạng bị sinh xuất tháng. Sức khỏe và bổn mạng hơi yếu một chút xíu thôi. Mình sinh xuất thì chắc chắn là mình sẽ bị yếu đi, bổn mạng mình yếu đi. Cẩn thận về mặt sức khỏe và cái phần tai nạn, nhưng có cũng nhẹ thôi. Thiên can thì chữ tân của tháng khắc chữ ất. À, mà cái trụ thiên can thì ảnh hưởng nhiều đến phần công việc của một cái tử vi, cho nên là coi chừng rối rắm ở trong cái công việc. Xin rầy rà rối rắm các em này ha, coi chừng mất tiền. Với nữ thì không quan trọng, nhưng mà với nam coi chừng mất tiền và thị phi. Đó, đó là những gì mà phải để ý. Địa chi thì tuổi Mão gặp tháng Mùi là Hợi Mão Mùi tam hợp của tháng, tốt cho gia đạo và các cái mối quan hệ. Như vậy là hy vọng với cái sự tam hợp của tháng sẽ phần nào khống chế bớt cái sự tương khắc của chữ tân khắc ất, làm cho các em có được sự thoải mái ở trong cuộc sống ha. Rồi tiếp tục, và đến tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Tân Mùi, tháng Nhâm Thân. Mà tháng Nhâm Thân của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng kim. Như vậy mệnh là hỏa của các em khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Hồi nãy sinh xuất rồi, bây giờ tới mình khắc tháng. Thiên can thì chữ ất, cái chữ nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên ất thuộc mộc, nhâm thì thuộc thủy, cho nên gọi là sinh xuất về nạp âm ngũ hành, coi chừng tốn tài nhưng không lớn lao. Thiên can thân hợi, dần thân tỵ hợi, thân hợi là thuộc nhóm tự hại. Được hiểu là cản trở nhau, cho nên là có thể nói cái phần gia đạo, cái chủ chi là nó chiên về gia đạo thì có chút chắc trục chặt, có cái điều không vui vẻ nha. Như vậy thì với bổn mạng bị khắc tháng thì phúc tinh không được hưởng lợi. Địa chi thì thuộc nhóm tương hại, để ý các mối quan hệ và gia đạo, đặc biệt là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, coi chừng tốn tài. Đó, có nhiều điều không được tốt đẹp lắm. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Trung Thu của chúng ta đó. Rồi là tháng này là tháng Quý Dậu, tiếp tục là một tháng kim. Như vậy hỏa cũng sẽ khắc kim, hỏa của các em khắc kim, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng sức khỏe yếu, cẩn trọng bổn mạng của mình. Gặp hai tháng bị tương khắc tháng như thế này thì nhớ cẩn thận cái việc xe cộ nhậu nhẹt nha, đặc biệt là các em trai với sao Kế Đô, còn các em nữ với cái sao Thái Dương cực mạnh về hành hỏa sẽ tốt đẹp hơn, đỡ đần hơn. Thiên can cái chữ ất với chữ quý và không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói, giáp ất thì thuộc mộc, nhâm quý thì thuộc thủy, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can của tháng 8 tiếp tục là một tháng sinh xuất. Cho nên là cái việc tài lộc cũng có vấn đề, đừng có mà dù là thấy không xung không hợp về mặt tử vi tưởng ngon nhưng mà chưa ngon đâu. Địa chi Dậu Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau. Dậu thì thuộc kim, hợi thì thuộc thủy, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của địa chi là tương sinh, gia đạo tốt đẹp, đỡ đần cho cái việc hơn cái tháng 7 ha. Như vậy là tháng 7, tháng 8 bổn mạng cũng tiếp tục không được tốt đẹp, cho nên là cần cẩn thận. Mà việc bổn mạng không được tốt đẹp này thì người mang sao Kế Đô nam mạng mới là nguy hiểm, còn nữ mạng sang sao Thái Dương thì chắc là không đến nỗi nào đâu, có thì cũng nhẹ nhàng thôi, nếu có bệnh thì vài viên thuốc cũng hết, nhưng mà các em nam mà bệnh coi chừng nằm luôn.
Rồi, tiếp đến là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 là tháng Giáp Tuất, là một tháng hỏa. Như vậy, mệnh xét về trụ mệnh là hỏa đồng hành, bổn mạng sức khỏe tốt. À, vì thế phúc tinh và tài tinh bật dậy, sáng lên, có chiều hướng cứ tích cực trong tài lộc. Bớt bớt xui ha. Tức là cả năm là mình thấy là mình không ngon rồi, nhưng mà cũng phải có tháng trồi lên, tháng thuộc xuống, tháng này có thể là trồi lên. Để mình xét tiếp coi sao. Giáp Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Thì Giáp với Ất là cung hành mộc, cho nên có thể nói tài lộc và công việc không có vấn đề gì nhiều. À, có thể nói là ngon lành. Địa chi Tức Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. À, như vậy là tháng này ngon à. Hỏa đồng hàng Giáp Ất thì cùng mộc, cho nên là công việc tốt. Có thể nói là nãy giờ xét 2 tháng, 3 tháng thì thấy tháng 9 này thấy êm hết rồi, êm nhất, không có kiêng kỵ, không có gì cả. À, cũng nhưng mà cũng không có tương hợp, cho nên là cũng đừng hy vọng quá lớn lao. Tiếp tục đó là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, chính là tháng Ất Hợi, tháng tuổi của các bạn. Đây là tháng mình nói rằng nó sẽ có nhiều điều không tốt đẹp. Vì sao? 60 tháng nó mới lặp lại một lần. Người ta gọi năm sinh tháng tuổi. À, đừng có dại dột ở trong tháng này mà làm gì. Cũng giống như những người tuổi Canh Ngọ, ở trong tháng Ngọ làm không có được việc gì cả. Như tháng 5 này nè ha. Thì cho nên nó là người Ất Hợi nên cẩn thận cái tháng 10 với cả tai nạn, với cả gia đạo và công việc. Đặc biệt nhất của tháng này là nam nữ gì cũng đều bị xấu, nhưng nam xấu hơn nữ, do là dưỡng kế đô, vì nữ là dưỡng thái dương, có thái dương chiếu mạng, mặt mình sáng sủa, có chút trục trặc đi nữa thì mình vẫn giải quyết để mình qua được. Tuy nhiên là với kế đô chiếu mạng là một hung tinh thì nó sẽ khắc chế rất nhiều thứ, cho nên là các em nhớ cẩn thận, nhất là các em nam nha. Rồi, tiếp tục đó là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Tý. À, tháng Bính Tý thì là thuộc thủy. À, như vậy là thấy mệt rồi ha. Tự mệt thì thủy khắc hỏa, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, sức khỏe cũng không có ngon lành. Vì thế phúc tinh và tài tinh bị hoàn toàn khống chế bởi phá và bại tinh, cho nên cẩn thận nhiều điều trong cái con người của mình về nội tại cũng như là công việc làm ăn. Thiên can Ất Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, Ất thì thuộc mộc, Bính thì thuộc hỏa. Đây là sinh xuất về nạp âm ngũ hành, chắc chắn tiền tài không có đâu. À, thậm chí là hao tốn nhưng không quá lớn. Lý do là mình bị thủy nó khắc hỏa, bổn mạng của mình bị khắc, phúc tinh tài tinh đâu được hưởng lợi đâu. Mà nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất thì chắc chắn là sẽ phải có tốn chút tiền tài. À, rồi địa chi Tý Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy đa đạo tình cảm thì không có vấn đề. À, các em nữ Ất Hợi thường thì cũng đang ở tuổi kết hôn. À, cho nên là có thể nói là vui vẻ. Và tháng này thường thì người ta hay kết hôn. Còn các em nam thì có sao thái bạch, chắc năm nay tay tua lắm, muốn kết hôn cũng quải đạn ha, cần cẩn thận. Rồi, tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Đinh Sửu. À, tháng chạp là tháng Đinh Sửu, cũng là một tháng thủy. Như vậy bổn mệnh cũng sẽ giống tháng 11, thủy sẽ khắc hỏa. À, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng sức khỏe yếu, phúc tinh tài tinh vì thế mất đi cái hiệu quả cứu giãn của nó đối với cái tử vi của chúng ta. À, thiên can Ất Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tiếp tục Ất là mộc, Đinh là hỏa, vẫn bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Tiếp tục là một tháng ma róc. À, tháng này ma róc là chuyện hiển nhiên thôi. Các em ở tuổi này thì nếu mà chưa lập gia đình thì mình cũng phải phụ cha mẹ tiền bạc để sắm sửa tết nhất, cho nên là ma róc cũng không có chuyện gì đâu ha. Rồi, địa chi Sửu với Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. À, như vậy là cái phần gia đạo vẫn tốt đẹp, tình cảm vẫn ok. Nếu như mà các em nữ mà có xảy ra chuyện cưới sinh ở trong tháng này thì cũng không có việc gì đâu ha. Rồi, như vậy thì mình đã tổng hợp xong cho các em tuổi Ất Hợi sinh năm 1995
một cái vận hạn 6-7 tháng cuối năm với khá khá nhiều điều không tốt đẹp. Bởi vì sao? Bởi hãy nhớ rằng các em đang ở trong năm tâm, năm bị xung thái tuế và trực thái tuế. Chắc chắn là năm tuổi nó sẽ có những cái trúc trắc trục trặc. Vận hạn 6 tháng cuối năm cũng không có nhiều điều tốt đẹp. Hy vọng rằng những thông tin này là một cái hành trang nhỏ giúp các em có sự vững tâm, biết tốt xấu của tháng mà đưa ra những cái nhận định tốt cho cuộc sống của mình. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Hợi được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của người thân, bạn bè hay là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!